Thì phần cơ mặt thứ nhất là cơ của vùng đầu. Thì cơ vùng đầu chia hai nhóm, nhóm cơ mặt và cơ nhai. Thì các bạn đọc trước các bạn biết rồi. Cơ mặt đó, đây là cơ vân nhưng có ba đặc tính chung, đó là cơ bám, thứ nhất là cơ bám da. Vì sao? Vì một đầu nó bám vào da, còn một đầu kia thì bám vào xương hoặc là mạc hoặc dây chằng. Toàn bộ vận động mạch thần kinh mặt, tức là thần kinh sọ số 7, và bản quân các lỗ tự nhiên. Chính vì thế mà khi cơ co nó giúp đóng mở các lỗ tự nhiên, và vì bám vào trên da như vậy khi cơ co nó tạo nên cả cái nếp nhăn hoặc là giúp biểu hiện tình cảm. Thế thì nhóm cơ mặt thì chia làm cả cái nhóm. Thứ nhất là cơ nhóm cơ trên sọ. Như vậy cơ trên sọ gồm có hai cơ, đó là cơ trầm tán và cơ thái dương đỉnh. Như vậy thì các mẹ anh nhìn thấy cái hình này, à bây giờ đây là hình ảnh của một cái bệnh nhân bị liệt liệt mặt, liệt dây bảy. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một bên là liệt dây bảy trung ương và một bên là liệt dây bảy ngoài biên. Như vậy thì mẹ em nhìn kỹ ở đây thì thấy là cả hai cái khuôn mặt này đều có dấu hiệu là gì, nhân trung bị kéo về phía bên bên trái, nếp nhăn mũi má bên này mờ đi. Nhưng mà có sự khác biệt là gì, cái cung mày hai bên bên hình bên phải này nó cân bằng nhau. Thứ hai, cái nếp nhăn mũi má, à, nếp nhăn trán ở đây, tức là cái hình bên phải thì nếp nhăn trán hai bên đấy như nhau, nhưng mà phía bên bên trái thì nếp nhăn trán bị mất đi. Như vậy thì trong trường hợp mà liệt dây bảy ngoài biên mất nếp nhăn trán thì theo các bạn phần nào bị liệt, cơ nào bị liệt dẫn đến mất nếp nhăn trán? Ai đọc bài rồi? Như vậy thì một bệnh nhân mà bị liệt dây bảy ngoài biên là có dấu hiệu mất nếp nhăn trán. Như vậy thì dấu hiệu mất nếp nhăn trán này và cái cung mày này bị kéo xề xuống. Như vậy thì dấu hiệu mất nếp nhăn trán là do cơ nào bị liệt? Chưa thể ai trả lời hết. Bạn Trúc Quỳnh trả lời là cơ chậm tan, cơ chậm tan chứ không phải cơ tan chậm em. Cơ chậm tan, bạn Thanh Tuyền là cơ chậm tan, bạn Phi cũng trả lời là cơ chậm tan. Như vậy thì vì sao như vậy? Thế thì vì sao thì cơ chậm tan bị liệt thì dẫn đến tình trạng là mất nếp nhăn trán? Như vậy chúng ta đi vào cái nguyên lý bám tần của cơ này. Như vậy các bạn thấy rằng nhóm cơ trên sọ có hai cơ, đó là cơ chậm tan và cơ thái dương đỉnh. Bây giờ cơ chậm tan thì cũng có hai bụng ở trên sọ, thì có cái cấn trên sọ. Thế thì cơ chậm tan nó có hai cái bụng, bụng tan và bụng chậm. Bụng trán nó sẽ bám vào đâu, nó bám vào cấn hay là mạc trên sọ và đến bám toàn nó da vùng trán. Còn cái bụng chậm này nó bám vào đường gáy trên và bám vào cái mạc trên sọ này. Như vậy khi hai cơ cùng co nó sẽ làm căng cái mạc trên sọ, căng da đầu, và cái trường này nó sẽ kéo cái cung mày lên tạo nên động tác nhướng mày. Như vậy thì khi bụng trán của cơ chậm trán co nó sẽ kéo cung mày lên tạo nên động tác nhướng mày, đồng thời
nó sẽ tạo nên nếp nhăn ngang ở trán. Do vậy trong trường hợp nếu như bệnh nhân mà liệt cái vùng trán của cơ chấm trán này thì bệnh nhân sẽ bị mất nếp nhăn trán. À, như vậy thế hôm sau nếu ra câu trách nhiệm là gì, trong trường hợp bệnh nhân bị liệt mặt, bệnh nhân mất nếp nhăn trán là do liệt cơ nào sau đây, thì đó chính là vùng trán của cơ chấm trán nha. Bây giờ cơ thứ hai là cơ thể dương đình. Cơ thể dương đình cơ này lúc có lúc không. À, như vậy thì tí nữa mẹ học sẽ có ba cơ tay, cơ tay trước, cơ tay trên và cơ tay sau. Thì cơ thể dương đình nó phân biệt so với cơ thể dương là cơ thể dương là cơ nằm sâu, còn cơ thể dương đình là cơ nằm nông. Cơ thể dương đình nó sẽ bám vào cái mạc thể dương ở phía trên tai này và chạy lên trên để bám vào cái mạc trên sọ. Như vậy thì khi cơ này co nó làm cắn cái mạc trên sọ này lên. À, như vậy thì đó là hai cơ thuộc nhóm cơ trên sọ. Bây giờ đến cơ tay. Bây giờ chúng ta có ba cơ tay, cơ tay trước, cơ tay trên và cơ tay sau. Ba cơ này vì cái tai người nó có cấu tạo đặc biệt, tức là chúng ta có thể hưởng âm thanh từ mọi hướng. Ví dụ các bạn thấy một bò, trâu hay là các loài động vật, heo chẳng hạn, khi mà nghe tiếng động thì muốn hưởng âm thanh cho tốt thì hoặc là cái lỗ tai nó vẫn hướng về phía âm thanh, hoặc là phải xoay đầu về phía âm thanh. Ngoài ra thì cái lỗ tai đối với các loài động vật lớn, ví dụ như voi chẳng hạn hay là như bò chẳng hạn, thì nó còn có động tác gì vẽ vậy để đuổi ruồi đuổi muỗi nữa, phải không? Như vậy thì các bạn, đối với các bạn thì cái lỗ tai của các bạn có cần thiết để vẽ vậy để đuổi ruồi muỗi không? Chắc chắn là không phải nhá. Bởi vì chúng ta có hai chi trước đã biệt hóa thân tay để làm các động tác tính xảo rồi, nhưng mà không cần thiết lỗ tai, không cần thiết phải vẽ vậy nữa. Thứ hai là gì, lỗ tai chúng ta có nhiều cái chỗ lồi lõm với cấu trúc đặc biệt như vậy thì giúp cho lỗ tai có thể hưởng âm thanh từ mọi hướng mà chúng ta không cần thiết phải xoay lỗ tai. Chính vì cái đặc điểm đó thì các cơ tai nó sẽ bị thoái triển đi. Nhưng mà chúng ta có ba cơ tai, gọi là cơ tai trước, cơ tai trên và cơ tai sau. Nhưng mà thì ba cơ tai này nó bị thoái triển, chính vì thế hầu hết mọi người đó cái lỗ tai nó không còn vận động được, đúng không? Bây giờ nhóm tiếp theo, nhóm cơ mắt. Như vậy thì nhóm cơ mắt chúng ta có ba cơ, gọi là cơ vòng mắt, cơ cau mày và cơ hạ mày. Thứ nhất là cơ vòng mắt. Chúng ta thấy rằng cơ vòng mắt là cơ mà vòng xung quanh cái mặt. Nó sẽ gồm có cơ vòng mắt, nó sẽ gồm có ba phần. Một phần là phần ổ mắt, phần thứ hai là phần mí, và thứ ba là phần lệ. Như vậy thì phần ổ mắt là phần mà bám từ cái thân trong của mắt chạy vòng quanh này, chạy xuống đến bám vào dưới chằng mí trong. Phần thứ hai là phần mí bám từ dưới chằng mí trong chạy ra bám vào dưới chằng mí ngoài, và thứ ba là phần lệ đi từ xương lệ đến tỏa ra trên và dưới. Như vậy thì cơ vòng mắt này là bản chất là cơ vân. Như vậy thì các bạn đang mở mắt như thế này, nếu bảo bạn là nhắm mắt lại, các bạn có thể nhắm mắt lại. Như vậy thì đó là động tác có ý thức do vỏ não chi phối. Tuy nhiên ở phần động tác nhắm mắt, ngoài cái động tác có ý thức đó còn có động tác tự động để làm gì, để tạo nên cái phản xạ bảo vệ cho nhãn cầu. Ví dụ chúng ta có một cái con ruồi chẳng hạn bay từ xa bay vào mặt, nếu như đợi vỏ não phân tích tín hiệu xong sau đó là truyền xuống rồi truyền theo dây bài xuống tác động lên cái cơ vòng mắt làm cơ nhắm mắt, như vậy thì muộn mất, mà như vậy thì có thể tổn thương giác mạc. Do vậy thì cơ thể người cậu ta đặc biệt là đối với cái phần mí của cơ vòng mắt, đó là phần hoạt động tự động mang tính phản xạ. Như vậy bất kể có gì vật gì tới trước mắt thì cái phần phản xạ này nó sẽ có và giúp chúng ta nhắm mắt để bảo vệ cái nhãn cầu. Như vậy thì
cơ vòng mắt cũng có 3 phần, trong đó phần mí là phần tự động nha. Cơ thứ hai là cơ cau mày. Cơ cau mày, cơ này khi có thế nó sẽ làm gì? Kéo cái cung mày vào trong, tạo nên nếp nhăn dọc ở giữa, thể hiện sự cau có, bực bội nha, giận dữ. Như vậy cơ cau mày nó đi từ đâu? Cơ cau mày nó bám từ cái phần trong, bám vào xương trán ở phần trong của cung mày. Cơ này chạy ra bám vào giá ở giữa cung mày. Nhưng mà khi cơ con nó sẽ kéo cung mày vào trong. Cơ thứ ba là cơ hà mày. Cơ hà mày nó bám vào phần mũi của xương trán và đến bám tận nó giá ở đầu trong cung mày. Như vậy khi cơ con nó kéo cái cung mày xuống, đầu trong cung mày xuống để biểu hiện cái sự buồn bã nha. Bây giờ chúng ta đi vào nhóm cơ mũi. Như vậy thì nhóm cơ mũi, nhóm cơ mũi gồm có 3 cơ. Thứ nhất là cơ mũi, thứ hai là cơ mẩn khẳng và thứ ba là cơ hà vắt mũi. Như vậy thì cơ mũi, cơ này như vậy thì cơ mũi nó có 2 phần. Phần thứ nhất là phần ngang. Phần ngang này nguyên lý nó bám vào ở phía trên ngoài của cái hổ răng cửa, chạy lên để mọc vào, bám vào cấn lên các sụn mũi. Thứ hai là phần cắn. Phần cắn thì nó sẽ bám từ cái huyệt mũi của xương hàm trên chạy đến bám vào da gần bờ lỗ mũi. Do vậy thì nếu như phần ngang khi cơ co thì nó làm khép cắn mũi lại. Đó. Còn lại phần cắn co nó làm nở cắn mũi ra. Như vậy hai cái phần này nó hoạt động đối lập lẫn nhau. Cơ thứ ba là cơ mẩn khẳng. Cơ mẩn khẳng là cơ nằm dọc này, chạy dọc này, bám từ cấn đến các sụn mũi, chạy đến bám vào giá ở giữa, giữa hai cung mày, tức là giá ở đầu trong của cung mày. Khi cơ co nó tạo nên các nếp nhăn ngang ở góc mũi. Và một cơ thứ ba nữa là cơ hà vắt mũi. Cơ hà vắt mũi từ cái hổ răng cửa của xương hàm trên đến bám vào vắt mũi. Như vậy khi cơ co làm hà vắt mũi xuống. Bây giờ đến một cái nhóm cơ rất là nhiều cơ, đó là cơ miệng. Như vậy cơ miệng nó sẽ gồm có thứ nhất là cơ vòng miệng, góp phần tạo nên cái môi, là phần cơ của môi. Và hầu hết là cơ miệng nó sẽ bám vào da ở môi trên, môi dưới và hòa lẫn vào cơ vòng miệng này. Bây giờ gồm có những cơ ở góc phần tư trên. Chúng ta có cơ thứ nhất là cơ nâng môi trên cắn mũi. Cơ nâng môi trên cắn mũi là cơ này bám từ cái mỏm trán xuống hàm trên, chạy đến bám vào cơ vòng miệng và giá ở mũi trên. Cơ thứ hai là cơ nâng môi trên cắn mũi. Cơ nâng môi trên cắn mũi bám từ cái phần bờ dưới ống mắt và cái phần mặt trước của xương hàm trên, chạy đến bám vào cái môi trên, bám vào cơ vòng miệng, giá môi trên, cắn mũi. Hai cơ nằm ra bên ngoài đó là cơ gò má lớn và cơ gò má nhỏ. Nằm sâu hơn dưới cái cơ gò má nhỏ này là cơ nâng góc miệng. Như vậy cơ nâng góc miệng nó sẽ bám vào cái hổ răng ở dưới cái lỗ ở giữa mắt, rồi chạy xuống để bám vào góc miệng và môi trên. Cơ gò má nhỏ là bám vào cái mặt ngoài của xương gò má. Cơ gò má lớn thì bám vào cái phần cái mỏm thái dương của xương gò má, tức là cái phần phía trước của cung gò má, chạy xuống để bám vào môi trên. Như vậy thì ở góc phần tư trên này chúng ta có 5 cơ. Cơ nâng môi trên cắn mũi, cơ nâng môi trên, cơ nâng góc miệng nằm sâu dưới, cơ gò má nhỏ, cơ gò má lớn. Bây giờ có 2 cơ nằm ngang, đó là cơ mút và cơ cười. Cơ cười là cơ má nằm ngang này, nằm nông, đi bám từ cái mạc của cơ cắn ở phía sau, chạy ra trước bám vào cái góc miệng. Và nằm sâu hơn cơ cười là cơ mút. Như vậy thì chúng ta muốn làm động tác mút, chúng ta phải làm thế nào? Khi cơ mút này co, nó làm áp cái má vào cung răng lợi. Và nếu chúng ta thực hiện động tác hít vào nữa thì tạo lên động tác mút. Đó nha. Động tác mút.
Nhưng mà thì sau này có một cái một trong những cái phẫu thuật thẩm mỹ mà giúp cho phụ nữ làm đẹp hơn, đó là phẫu thuật là tạo cái lủng đồng tiền. Như vậy lủng đồng tiền là gì? Khi mà cử động thế tạo nên cái hố lõm ở chỗ má. Như vậy thì họ làm thế nào? Có nhiều cách. Họ ấy khâu ngầm một sợi chỉ từ trên mặt trong khâu ra dưới giá ở, tức là khâu xuyên qua cơ mút này và khâu để dưới giá, sau đó khâu vào cơ mút. Như vậy khi mà cơ mút cử động thì thế nào, nó sẽ kéo cái giá ở vùng vị trí khâu đó lõm vào, tạo nên má lún tiền. Đấy nhá, để mấy chị em đi làm đẹp à. Như vậy thì đó là cơ nằm ngang, gồm có cơ mút và cơ cười. Bây giờ ở góc phần tư dưới có ba cơ, bốn cơ, nhưng một cơ thường không có. Thứ nhất là cơ hạ góc miệng. Cơ hạ góc miệng thì nó bám vào mặt ngoài của xương hàm dưới, từ đường chéo này chạy lên đến bám vào góc miệng. Cơ thứ hai là cơ hạ môi dưới, mặt ngoài của xương hàm dưới đến vào môi dưới. Và thứ ba là cơ cằm à. Như vậy thì hố răng cửa chạy đến giá vùng cằm, và đôi khi có cơ ngang cằm. Như vậy thì các bạn thấy rằng các cơ, nhóm cơ mặt thì gồm có các nhóm. Thứ nhất là nhóm cơ trên sọ gồm hai cơ, cơ tai có ba cơ bị thoái triển đi. Nhóm cơ mắt thì có ba cơ, vòng mắt, cau mày, hạ mày. Trong cơ vòng mắt thì lưu ý là gì? Nhóm lưu ý là cái phần mí của cơ vòng mắt là phần tự động. Rồi cơ mũi thì gồm có ba cơ, cơ mũi gồm có phần ngang và phần cắn, cơ mặn khẳng, cơ hạ vắt mũi và các cơ miệng. Bây giờ quay trở lại cái từ khi đi vào cơ nhai, các bạn xem thử. Bây giờ nếu như bệnh nhân toàn bộ các cơ mặt này do thần kinh mặt chi phối, như vậy nếu như bệnh nhân bị liệt mặt thì có biểu hiện thế nào? Đây là hình ảnh của bệnh nhân bị liệt mặt. Một bên này là liệt mặt ngoài biên, một bên này là liệt mặt trung ương. Bây giờ các bạn phân biệt liệt mặt trung ương và liệt mặt ngoài biên nó khác nhau về triệu chứng gì? Bây giờ 1 phút các bạn suy nghĩ và trả lời.
Trả lời được chưa? Lắp là liền mặt ngoài biển thế. À, liền ngoài biển mắt để nhắm trán, hai mắt không đều. À, liền. Liền ngoài mặt ngoài biển thì mắt. Bạn bạn nói bạn lắp trả lời là mắt to mắt nhỏ rõ ràng hai hàng lông mày lẫn nhau, nếp nhăn bên liệt liệt mặt trung ương mà. Bạn Đức Hưng là tên có dấu hiệu sắc là beo và trung ương thì không có dấu hiệu sắc là beo. Như vậy đấy. À, mẹ em chờ một tí. Bây giờ đây là hình ảnh của liệt mặt trung ương và liệt mặt ngoài biên. Đây. Như vậy thì mẹ em thấy ở đây, đây là cái hình mà mô tả, hình mô tả cái cơ chế của liệt mặt trung ương và liệt mặt ngoài biên. Đối với cả cái cơ của vùng mặt thì cái phần mà dây thần kinh mặt chi phối tức là nhận nhận trán nha, nhận trán của cái dây thần kinh mặt thì nó sẽ chi phối cho cơ cau mày, cơ vòng mắt và bùng trán của cơ chấm trán. Phần này, phần chi phối phía trên mẹ em nhìn thấy màu đỏ, nó sẽ được chi phối của vỏ não hai bên, tức là vỏ não bên phải, vỏ não bên trái đều đến chi phối cho cái phần cơ từ khóe mắt trở lên, trong khi các cơ từ khóe mắt trở xuống thì chịu sự chi phối của vỏ não bên đối diện. Do vậy nếu như mà tổn thương ở vỏ não một bên, ví dụ ở đây là tổn thương vỏ não bên bên trái thì thế nào? Cái phần xanh chi phối cho nửa mặt phía dưới của bên phải sẽ bị liệt. Còn cái phần đỏ từ bên bên trái này đi qua là bị tổn thương rồi, nhưng mà còn lại cái phần từ bên bên phải này đi xuống chi phối bù. Do vậy đối với liệt mặt tổn thương trung ương, liệt chi bạch trung ương thì cái phần mà cơ vòng mắt, cơ cau mày, bùng trán, cơ chống trán vẫn còn. Do vậy thì từ cái khóe mắt trở lên, tức là đối với liệt bạch trung ương thì bệnh nhân vẫn còn nhắm mắt được, không mất nếp nhăn trán. Còn đối với liệt bạch ngoài biên có nghĩa là gì? Tổn thương từ cái nhân dưới bạch đi ra. Nếu như tổn thương đây thì cả cái phần chi phối ở trên khóe mắt cũng như dưới khóe mắt đều liệt hết. Do vậy bệnh nhân sẽ có biểu hiện là gì? Liệt bạch trung ương kèm theo mắt nhắm không kín, mắt to mắt nhỏ đó, mắt nhắm không kín gọi là dấu sắc là beo, và liệt bùng trán có chấm trán tức là mất nếp nhăn trán. Như vậy thì nếu như mà liệt dưới bài, liệt dưới bài thì bệnh nhân sẽ liệt các cơ bám dưới mặt của một bên. Chính vì thế các cơ mà bên bình thường mà sẽ kéo sang, do vậy nhân trung sẽ bị kéo lệch về phía bên lành, méo miệng về bên lành. Không? Thứ hai là nếp nhăn mũi má bị mờ đi do các cái nhóm cơ ở góc phần tư trên của miệng bị liệt. Rồi bệnh nhân bị như vậy thì khi mà cơ mút liệt, cơ vòng miệng liệt thì súc miệng sẽ bị trào nước về phía bên bên bị liệt. Thứ hai là nếu như liệt bạch trung ương thì mắt vẫn nhắm kín, nếp nhăn trán vẫn còn, nhưng liệt bạch ngoài biên thì còn thêm mắt nhắm không kín gọi là dấu sắc là beo, như hồi nãy em Hứng trả lời, và mất nếp nhăn trán. Các em hiểu được chưa? Các em hiểu được cái
triệu chứng của cái liệt mặt chứ. Bây giờ chúng ta đi, nếu như nhưng mà rồi bây giờ chúng ta đi vào nhầm cái nhai. Cái nhai thì đặc điểm chúng mẹ em đọc rồi, đó là cơ bám xương, bám tận vào xương dưới, vận động xương dưới, thần kinh chi phối toàn bộ do dây thần kinh 53 chi phối. Nhưng mà chúng ta có những cơ nào? Thứ nhất là cơ thái dương. Cơ thái dương là cơ này nó bám vào cái hổ thái dương, bám vào hổ thái dương và chạy xuống, đi chui qua cung gò má đến bám tận vào bờ trước của cái mõm vẹt và ngành hàm. Cơ thứ hai là cơ cẳng. Cơ cẳng thì thực ra cũng có hai phần, phần nông phần sâu, nhưng mà nó chủ yếu nó bám vào mặt trong cũng như bờ dưới của cung gò má và đến bám tận vào mặt ngoài của cái mõm vẹt, ngành hàm và góc hàm. Cơ tiếp theo đó là cơ chấn bướm trong. Cơ chấn bướm trong nó sẽ bám vào mặt, chủ yếu bám vào mặt trong của mặt ngoài mõm chấn bướm, mặt trong mặt ngoài mõm chấn bướm. Ngoài ra còn có bám vào cái mõm tháp hay là hay là cụ hàm và đến bám tận vào cái mặt trong của cái góc hàm và mặt trong phần dưới của ngành hàm. Cơ tiếp theo đó là cơ chấn bướm ngoài. Cơ chấn bướm ngoài nó sẽ bám vào cái cạnh lớn xương bướm và mặt ngoài của mặt ngoài mõm chấn bướm, chạy đến bám vào cổ xương hàm dưới và bao khớp thái dương hàm dưới. Như vậy thì để cho dễ nhớ thì mẹ mà nhớ là gì, cơ chấn bướm ngoài là cơ bám từ mặt ngoài của mặt ngoài mõm chấn bướm và phần cạnh lớn xương bướm, chạy đến bám tận vào cổ xương hàm dưới và bao khớp thái dương hàm dưới. Còn lại cơ chấn bướm trong bám vào mặt trong của mặt ngoài mõm chấn bướm để bám vào mặt trong của góc hàm và ngành hàm. Như vậy thì bốn cơ này vận động cho xương hàm dưới và bao khớp thái dương hàm dưới. Riêng đối với cơ cánh, mẹ anh thấy chạy ở mặt nóng của cái cơ cánh này nó sẽ có một ống tuyến mang tai, ống tuyến mang tai. Như vậy một vết thương mà đi ngang qua cơ cánh đứt trong cơ cánh, vết xương thương dọc đứt cơ cánh thì có nguy cơ đứt ống tuyến mang tai. Hoặc là khi khám soi ống tuyến mang tai chúng ta có thể sờ được ở mặt nóng của cơ cánh này. Và bổ nhắc lại, bốn cơ này thì do dây thần kinh, do dây thần kinh hàm dưới chi phối. Bây giờ chúng ta đi vào các cơ thẳng. Thì các cơ thẳng lên các em học cho biết tên cơ thôi, không cần phải học những bị bám tần vì phần này quá sâu mà cũng ít ứng dụng trong lâm sàng. Như vậy chúng ta có các cơ thẳng thì cũng có bốn cơ thẳng đầu: thẳng đầu trước, thẳng đầu sau lớn, thẳng đầu sau bé và thẳng đầu bên. Như vậy cơ thẳng đầu trước nhìn từ phía trước này, cơ thẳng đầu trước là cơ bám từ cái khối bên của cái đột đồi tới C1 chạy đến phía trước nền của xương chậm. Như vậy khi cơ co nó gấp đầu, nghiêng đầu qua bên. Cơ thứ hai là cơ thẳng đầu, thẳng đầu bên. Cơ thẳng đầu bên bám từ cái mọc ngang của C1 chạy xuống đến bám vào phần nền xương chậm. Còn hai cơ phía sau là cơ thẳng đầu sau bé và cơ thẳng đầu sau lớn. Cơ thẳng đầu sau bé là cơ nằm sâu hơn, nó bám từ cái mõm, từ cụ sau, tức là cái mõm gái của C1 đó, từ cụ sau của của đột đồi ngang chạy xuống đến bám vào phần nền của xương chậm. Còn lại cơ thẳng đầu sau lớn, cơ thẳng đầu sau lớn cái này là thầy ra viết hơi bị nhầm đấy, khối biến đột đồi cũng được. Nó bám từ cái mõm gai của C2 cho đến bám vào cái đường gãy dưới, bám vào đường gãy dưới. Như vậy đó là bốn cơ, cơ thẳng là cơ thẳng đầu trước, thẳng đầu bên, thẳng đầu sau bé, thẳng đầu sau lớn. Cơ chéo thì có hai cơ chéo, là cơ chéo đầu dưới và cơ chéo đầu trên. Như vậy thì cơ chéo đầu dưới là cơ bám từ cái mõm gái của C2 chạy đến bám vào cái mõm ngang của C1. Cơ chéo đầu trên thì bám từ mõm ngang của C1, tức là tiếp tục đó chạy ngược lên bám vào cái đường gãy dưới, là cơ chéo đầu trên.
Như vậy hai cái này co đã làm động tác xoay đầu nha. À, cơ gối đầu và cơ dài đầu. Như vậy thì chúng ta có cơ ở ngoài này, chúng ta sẽ có cơ dài đầu, tiếp đến là cơ gối đầu, và sâu hơn nữa là cơ bản gai đầu. Như vậy thì ngoài ra ở phía dưới này có cơ dài cổ, nhưng cơ này thì các bạn học cho biết tên cơ thôi. Như vậy bên này là cơ dài đầu, cơ gối đầu và cơ bản gai đầu. Bây giờ cái phần mà quan trọng chúng ta ứng dụng trong lâm sàng cũng như thực hành đó là các cơ vùng cổ. Như vậy các cơ vùng cổ nó sẽ chia ra các cơ trên móng, các cơ dưới móng, các cơ trước cột sống, các cơ bên cột sống, các cơ cổ bên và cơ gối cổ. Như vậy thì các bạn học chính đó là các cơ trên móng, các cơ dưới móng, các cơ cổ bên, ba nhóm cơ này. Thứ nhất là các cơ trên móng. Các cơ trên móng thì chúng ta có nhìn từ dưới lên trên. Đó. Nhìn từ dưới lên trên này chúng ta sẽ có cái vùng bát giác dưới hàm này, các bạn có gì? Một cái cơ này là cơ hai thân. Vì ở đây có hai vùng cơ nổi qua cái trung gian ở giữa treo vào xương móng. Cơ thứ hai, cơ chạy phía trước vùng sau cơ hai thân này là cơ trăm móng. Cơ tạo nên cái sàn ngang miệng, đây chính là cơ hàm móng. Và sâu hơn cơ hàm móng này là cơ cằm móng. Như vậy bốn cơ này. Như vậy thì bốn cơ của nhóm cơ trên móng này thì nó sẽ động tác của nó là nâng xương móng và đẩy lưỡi lên trên. Nhưng mà khi cái con nó nâng xương móng đẩy lưỡi lên trên, bây giờ nguyên lý bản thân thì các bạn xem lại các cái cơ này một tí. Tên cơ hầu hết là thể hiện nguyên lý bản thân, và các bạn xem đó một phút sau thầy sẽ trên bài tiếp.
Bây giờ đối với cả các nhóm cơ mà trên mông thì các bạn rất là dễ nhớ nha. Chỉ có một cái cơ đặc biệt, đó là cơ hai thân thôi. Cơ hai thân, cơ này nó thì gân nó treo qua cái xương mông. Như vậy thì nó có hai bùng, bùng trước cơ hai thân và bùng sau cơ hai thân. Như vậy thì chúng ta thấy rằng hôm trước học xương thì các bạn thấy phía sau mỏng trụng nó có hai cái cấu trúc, đó là khuyết trụng và rãnh động mạch chậm. Như vậy ở khuyết trụng nó có bùng sau cơ hai thân này bạn. Ở bờ dưới của cái xương thân xương dưới nó có hổ cơ hai thân, thì đó chính là chỗ bám của bùng trước và bùng sau cơ hai thân. Rồi cái gân này nó treo quá ấy, gân treo vào xương mỏng. Bây giờ đi vào thi lâm sàng, đi thi thực hành, các bạn phân biệt ở đâu là bùng sau cơ hai thân, ở đâu là cơ trăm mỏng. Như vậy cơ trăm mỏng thì dễ rồi, nó đi từ mỏng trống cho đến ngay xương mỏng. Như vậy thì cơ trăm mỏng nó nằm ngay phía trước bùng sau của cơ hai thân. Như vậy thì cả hai phần này, cơ trăm mỏng và bùng sau cơ hai thân, thì do dây thần kinh sò số 7 chi phối nha. Bây giờ cơ hàm mỏng thì các bạn ở là gì, mặt trống của cái thân xương hàm dưới nó sẽ có đường hàm mỏng. Như vậy đó chính là nguyên lý của cơ hàm mỏng và đến bám vào xương mỏng và đường trắng và đường dừa. Bây giờ còn cơ căm mỏng là cơ mà nằm sâu hơn cơ hàm mỏng. Như vậy thì mặt sau ở đường dừa, trên đường dừa của xương hàm dưới nó có bốn gai cầm. Như vậy thì hai gai trên là do cơ này bám, cơ này là cơ căm lưỡi, còn hai gai dưới là cơ căm mỏng nha. Nó sẽ bám từ gai cầm cho đến xương mỏng. Như vậy thì đó là về nhóm cơ trên mỏng. Bây giờ nhóm cơ dưới mỏng, nhóm cơ dưới mỏng là những cơ mà nó sẽ bám vào cái xương mỏng, nằm phía dưới xương mỏng. Như vậy khi cơ co nó sẽ làm hà xương, kéo xương mỏng và đại lưỡi xuống dưới, kéo xương mỏng và đại lưỡi xuống dưới. Và toàn bộ các cơ dưới mỏng này do đảm rồi thần kinh cổ. Thì hôm sau phần này thì khi các bạn học phần đảm rồi cổ thì các bạn sẽ học. Riêng cái cơ đi từ cái xuống giáp lên xương mỏng là cơ giáp mỏng này, là cơ mà do nhánh của C1 mượn đường của thần kinh hạ thiệt đi lên chi phối thôi. Vậy thì bây giờ nhóm cơ dưới mỏng gồm có những cơ nào? Thứ nhất là cơ vai mỏng. Như vậy thì cơ vai mỏng là cái cơ nghe nói tên là biết nguyên lý bám tuần, nó bám từ xương vai cho đến cái xương mỏng. Như vậy thì cơ vai mỏng nó sẽ bám từ ở xương vai, nó bám từ cái dây chằng ngang vai trên và bờ trên của xương vai. Dây chằng ngang vai trên là gì? Các bạn có cái bờ trên của xương vai nó có khuyết vai hay khuyết quà giới hạn một cái, tức là một cái hố lõm đó, giới hạn phía ngoài của nó là mỏng trong mỏng quà. Dây chằng bắc ngang của đó là dây chằng ngang vai trên. Như vậy thì cơ vai mỏng nó sẽ bám từ đấy lên đến xương mỏng, gồm có hai bùng, bùng trên và bùng dưới. Cơ thứ hai là cơ ức mỏng. Cơ ức mỏng là cơ bám từ cái xương ức, xương đòn chạy lên để bám vào xương mỏng. Và cơ thứ ba là cơ ức giáp, bám từ xương ức, mặt trống của xương ức, xin lỗi, mặt sau của xương ức chạy lên để bám vào đường chéo của sụn giáp, đường chéo sụn giáp. Như vậy thì hôm trước các bạn học phần hô hấp rồi thanh quản thì có cái đường chéo này à. Như vậy thì cơ ức giáp để bám vào sụn giáp, đường chéo sụn giáp. Và phần nối tiếp của cái ức giáp lên trên này là cơ giáp mỏng. Như vậy thì nhóm cơ dưới mỏng chúng ta có cơ vai mỏng ở dưới này, có bùng dưới, bùng trên. Thứ hai là cơ ức mỏng, cơ giáp mỏng, cơ ức giáp, và trên này là cơ giáp mỏng. Như vậy thì các bạn thấy rằng ở giữa đường dừa này nó sẽ có một cấu trúc hình trạm, giới hạn hai cần dưới là cơ ức giáp, hai cần trên là cơ ức mỏng. Cái hình trạm này người ta gọi là trạm mở khí quản. Như vậy thì vì sao gọi là trạm mở khí quản?
các bạn học phần module hô hấp rồi, thì các bạn thấy rằng cái đường dẫn khí sẽ đi từ đâu? Từ mũi, hầu, thanh quản, khí quản, phế quản, và đi vào cái cho đến phần cái kết quả đi vào trong cái tiểu thủy phổi, đơn vị cơ sở của phổi. Như vậy thì trên đường dẫn khí này nếu như tắc nghẽn bất kể vị trí nào thì bệnh nhân sẽ tử vong, phải chưa? Như vậy thì một trong những vị trí hẹp nhất trên đường thở, trên đường dẫn khí từ trên xuống dưới, đặc biệt là vị trí thanh quản, đó là khe thanh môn. Như vậy một số trường hợp bệnh nhân bị u thanh quản này, bệnh nhân bị chấn thương của vùng thanh quản, ví dụ bệnh nhân bị đánh nhau, bị siết cổ, hoặc là bệnh nhân bị từ treo cổ, thì nó sẽ có nguy cơ làm dập cái thanh quản. Khi làm dập thanh quản thì thế nào? Sẽ bị đường thở, hoặc là bệnh nhân bị trước đây gọi là bệnh bạch hầu. Bây giờ hầu như thể bạch hầu rồi, nhưng mà trước đây thì khi mà chưa có cái chương trình tiêm chủng mở rộng thì bệnh nhân bị bạch hầu thường sẽ đối với trẻ con. Thì khi mà bị bạch hầu thì vi khuẩn nó phát triển tạo nên một cái màng giả và bịt cái thanh quản lại. Như vậy bịt thanh quản lại, trẻ sẽ không thở được và tử vong. Như vậy thì ví dụ như bệnh nhân bị bạch hầu, hoặc là bị u ở thanh quản, hoặc là bị chấn thương thanh quản, nên nếu như chúng ta không tạo nên một cái đường cho không khí đi vào phổi thì bệnh nhân sẽ tử vong. Như vậy trong trường hợp đó người ta sẽ làm một thủ thuật gọi là mở khí quản, hoặc thậm chí một số trường hợp bệnh nhân bị suy đường thở, suy hô hấp để làm giảm khoảng chết. Tức là cái không khí, các bạn biết là gì, không khí đi từ ngoài vào thì toàn bộ cái đường dẫn khí mà không thể đi qua đó hoàn toàn không xảy ra hiện tượng trao đổi khí trực tiếp giữa cơ thể với môi trường. Như vậy thì chúng ta thấy rằng một cái thể tích không khí lưu thông bình thường, một lần chúng ta hít vào thở ra tầm khoảng 500 ml. Như vậy thì nếu như mà thể tích mà không khí làm đầy cái hệ thống dẫn khí càng nhiều chừng nào thì thể tích để mà trao đổi khí trực tiếp càng ngắn, càng ít chừng đó. Như vậy trong một số trường hợp để làm giảm cái thể tích, làm giảm cái lượng không khí chết đó, thì người ta làm thủ thuật mở khí quản. Và vị trí để mà mở khí quản đó, cái vùng hình trám để áp dụng cái thủ thuật mở khí quản đó gọi là trám mở khí quản. Và đây chính là hình ảnh mở khí quản, hay còn gọi là khai khí quản nha. Như vậy thì các bạn thấy rằng mở khí quản là một cái thủ thuật để mà đưa một cái ống, tức là tạo nên một cái đường cho không khí lưu thông từ ngoài đi trực tiếp vào trong khí quản mà không cần phải đi qua mũi, không đi qua hầu, không đi qua thanh quản. Như vậy thì mở khí quản, người ta sẽ tạo nên một cái đường, có thể là chọc đưa một cái nguyên vào, hoặc là thậm chí đưa một cái ống nào đó từ bên ngoài đi vào để cho không khí đi trực tiếp từ bên ngoài đi qua cái can nguyên, đi vào trong khí quản và đi vào trong phổi. Như vậy thì cái vùng má để áp dụng cái thủ thuật mở khí quản này gọi là trám mở khí quản. Và về sau khi các bạn thấy mở khí quản thì người ta chia làm, có thể chia mở khí quản cao và mở khí quản cổ thấp. Mở khí quản cổ cao là áp dụng ở phần phía trên này, còn mở khí quản cổ thấp là ở phía dưới. Thì các bạn thấy nếu như áp dụng mở khí quản cao thì cả cái vòng xuống khí quản này nó nằm sát dưới da, dễ mở. Còn mở thấp thế vòng xuống khí quản nằm sâu hơn. Như vậy nếu như mà chúng ta mở khí quản cao thì thuận lợi là gì? Là cả cái xuống khí quản nằm nông, dễ mở. Nhưng mà có bất lợi là có một cấu trúc chạy ngang qua trước cả cái vòng xuống khí quản 2, 3, 4, đó là gì? Các bạn có biết không? Nhưng mà nếu như mở khí quản cao, mở khí quản cổ cao, thì trước các vòng xuống khí quản 2, 3, 4 có một cấu trúc bắt ngang qua đó, đó chính là tuyến giáp. Đấy, như vậy các bạn đã nắm được đó là về eo tuyến giáp. Tuyến giáp thì nó có hai thùy hai bên nối với nhau ở giữa qua eo tuyến giáp, và eo tuyến giáp bắt ngang qua trước vòng xuống khí quản 2, 3, 4, thường là 3, 4.
Nhưng mà trong trường hợp đó thì nó chỉ cần là cắt đôi cái eo kính giáp đi thôi nha, để cầm máu và tiến hành mở khí quản. Như vậy thì các bạn nhớ đến đây là gì? À, có mường tượng trong đầu là cái thủ thuật mở khí quản hay khai khí quản. Vì sao phải mở khí quản nha? Để tạo nên một cái đường lưu thông không khí tắt từ ngoài đi trực tiếp vào. Và mở khí quản thì áp dụng đối thủ thuật này được thực hiện ở trạm mở khí quản. Còn giới hạn trạm mở khí quản các bạn nắm được chưa? Như vậy thì nhắc lại, hai cành dưới của trạm mở khí quản đó là cớ ức giáp, hai cành trên là cớ ức móng. Còn lại hai cơ còn lại mà liên quan cả nhóm cơ dưới móng này đó là cớ vai móng và cớ giáp móng. Bây giờ các cơ trước cột sống thì các bạn biết tên cơ và chỉ được trên mô hình. Chứ vậy nó sẽ gồm có hai nhóm, các cơ dài đầu và cơ dài cổ. Như vậy phía trước này là cơ dài đầu, đây là cơ dài cổ, còn bên này là các cơ cổ bên nha, các cơ cổ bên. Như vậy chúng ta nhìn từ trước ra sau, bây giờ các cơ tiếp đến là các cơ bên cột sống. Các cơ bên cột sống nó sẽ gồm có ba cơ mà quan trọng nhất các bạn phải nắm, đó là các cơ bậc thang. Nó sẽ có ba cơ bậc thang trước, bậc thang giữa và bậc thang sau. Như vậy thì vì sao nói là các cơ này là quan trọng? Vì đây là các mốc để cho chúng ta xác định các vị trí của động mạch và tĩnh mạch chỉ đòn. Cơ bậc thang trước là cái cơ mà đi bám vào cụ cơ bậc thang trước nằm ở mặt trên xương sườn số 1 và giữa rặn động mạch chỉ đòn ở phía sau và rặn tĩnh mạch chỉ đòn ở phía trước. Như vậy thì cơ bậc thang trước là cơ bám từ cụ trước của mỏm ngang các đốt sống cổ từ cụ 3, 4, 5, 6 chạy xuống đến bám vào cụ cơ bậc thang trước ở mặt trên xương sườn số 1. Như vậy thì vì sao xương sườn số 1 là có mặt trên mặt dưới mà không là mặt trong mặt ngoài? Các bạn nhớ là gì? Đối với xương sườn số 1 thì thân xương không bị xoắn vặn. Như vậy nó có hai mặt, mặt trên và mặt dưới, và không có rặn xương. Rặn xương là nơi mà bỏ mặt thân nhân xương nó đi đi dọc ở đó. Ở đây không có rặn xương. Như vậy xương sườn số 1 chỉ có mặt trên và mặt dưới. Bây giờ chúng ta có cơ bậc thang trước, nhắc lại nó sẽ bám từ cụ trước các mỏm ngang của sống cổ từ cổ 3, 4, cổ 5, cổ 6 chạy đến bám vào cụ cơ bậc thang trước. Như vậy khi chúng ta xác định cơ bậc thang trước rồi thì trước, ngay trước cơ bậc thang trước này là tĩnh mạch dưới đòn, ngay sau của nó là động mạch dưới đòn và đạm rối thần kinh cánh tay đi qua. Đây. Bây giờ cơ bậc thang giữa là cơ bám từ cụ sau. Nó bám từ cái cụ sau các đốt sống cổ từ cụ 2 cho đến cụ 6 và chạy đến bám tuần, nó bám vào cụ cái bậc thang giữa ở phía sau rặn động mạch dưới đòn, tức là ở mặt trên xương sườn số 1. Còn cái bậc thang sau là cơ mà nằm phía sau cái bậc thang giữa này, nó bám vào cái mỏm ngang của cụ sau của mỏm ngang 3 đốt sống C4, C5, C6 và chạy đến bám vào cái cụ cái bậc thang sau, nó nằm ở mặt ngoài của xương sườn số 2. Như vậy các bạn thấy rằng xương sườn số 1 thì ở mặt trên nhưng xương sườn số 2 ở mặt ngoài. Lý do hồi nãy giải thích rồi mà nhá. Bây giờ đến các cơ cổ bên. Các cơ cổ bên thì nó gồm có hai cơ, cơ bám giáp cổ. Cơ bám giáp cổ là cơ bám từ cái hòa lẫn vào da và tới cái da, từ cái vùng delta ta và vùng ngực trên chạy đến đến hòa lẫn vào cái xương hàm dưới mà cái môi dưới. Cơ bám giáp cổ này do dây thần kinh mặt chi phối, tức là nhánh cổ của thần kinh mặt, thần kinh sọ số 7, nên các bạn sẽ học vào trong phần chương thần kinh. Và cơ quan trọng đó là cơ ức đồn trụng. Cơ đồn trụng, như vậy thì tên cơ là nói đến cái nguyên lý bám tần rồi. Như vậy cơ ức đồn trụng là cơ bám vào xương ức, bám vào mặt trên của xương đòn 1/3 tròng và chạy đến bám tần vào mỏm trụng. Như vậy thì cơ này có nếu động tác
nếu như cả hai có cùng co thì sẽ kéo cái mõm chùm xuống dưới rắp trước, như vậy thì làm ngựa đầu ra sau. Nếu như một cơ một bên co nó là sẽ làm động tác nghiêng đầu. Thần kinh chi phối cho cơ đồn chùm này là chủ yếu là thần kinh phụ, như vậy thần kinh phụ sẽ chi phối cho cơ đồn chùm và cơ thang. Như vậy cơ đồn chùm ngoài ra còn có một nhánh, cả cái nhánh từ đặt từ cả cái thần kinh cổ, nhưng mà thần kinh chi phối chính là thần kinh phụ. À, còn cơ vùng cổ sau, hai cơ các bạn biết đó là cơ gối đầu và cơ gối cổ. Như vậy ngoài này là cơ dài đầu, cơ gối đầu, cơ gối cổ, và trên này là cơ bản gai đầu. Bây giờ trước khi đi vào ta nhập cổ thì ta nghỉ giải lao khoảng 5 phút, 9 giờ, khoảng 9:11 chúng ta sẽ học tiếp. Tiếp bán hả? Học tiếp được chứ mẹ em? Rồi, bây giờ chúng ta đi vào cả tám giặc cổ. Nhưng mà thì vì sao người ta phải phân ra cả tám giặc cổ? Bởi vì khi chúng ta nằm lên tám giặc cổ thì chúng ta nằm đến cả cái cấu trúc nằm bên trong cái vùng đó. Và như vậy thì khi mô tả ví dụ một khối u ở vùng tám giặc cổ, ví dụ ở tám giặc dưới ha, thì chúng ta định hướng xem thử u đó xuất phát từ cái cấu trúc nào nha. Hoặc là một vết thương ở vùng tám giặc dưới ham thì nguy cơ tổn thương các cấu trúc nào. Bây giờ chúng ta có cái vùng cổ thì chia làm hai vùng, vùng gáy hay vùng cổ sau và vùng cổ trước. Bây giờ ranh giới ở đâu? Chúng ta gọi đây là cơ thang. Như vậy đấy, từ cái bờ ngoài của cơ thang đi ra sau thì vùng đó là vùng gáy hay vùng cổ sau. Còn từ cái bờ ngoài cơ thang đi ra trước là vùng cổ trước. Như vậy thì vùng cổ trước dựa vào cái cơ ức đồn trụng sẽ chia ra làm hai. Phía trước là tám giác cổ trước, phía sau là tám giác cổ sau. Như vậy các bạn phải nắm là gì? Vùng cổ chia làm hai vùng, vùng cổ sau hay còn gọi là vùng gáy và vùng cổ trước. Vùng cổ trước thì chia làm hai vùng tam giác cổ trước và tam giác cổ sau. Nha. Tam giác cổ trước và tam giác cổ sau. Bây giờ thì giới hạn tam giác cổ trước là giới hạn thế nào? Giới hạn đi từ cái bờ dưới của xương hàm dưới kéo ra sau đến mõm chùm. Thứ hai là cơ ức đồn trụng và đường dựa cổ. Như vậy đó là về tam giác cổ trước. Tam giác cổ trước thì được chia làm ba tam giác nhỏ nữa, gọi là tam giác dưới hàm, tam giác cạnh và tam giác cơ. Bây giờ tam giác dưới hàm được giới hạn thế nào? Tam giác dưới hàm được giới hạn từ bờ dưới của xương hàm dưới
Thứ hai là bùng ở đường giữa và phía sau là bùng sau của cơ hai thân. Như vậy đây là tam giác dưới hàm. Trong tam giác dưới hàm này chúng ta sẽ có tuyến nước bọt dưới hàm, động mạch động mạch lưỡi. Học về các mạch máu động mạch cổ thì chúng ta có một cái động mạch đi qua vùng tam giác dưới hàm, bắc qua cái bờ dưới xương hàm dưới để đi lên vùng mặt và tận cùng ở động mạch gốc, ở góc trong của mắt, đó chính là động mạch mặt. Và một cái tĩnh mạch là đó là tĩnh mạch mặt, tĩnh mạch mặt trung. Như vậy đó là về tam giác dưới hàm. Thứ hai là tam giác cạnh, tam giác cạnh được dưới hàm bởi cơ ức đồn trùng, vùng sau của cơ hai thân và đây là vùng trên của cơ vai móng. Trong cái tam giác cạnh này thì chúng ta có gì? Có thánh quạt, khí quạt, phần sau là thực quạt, phần sau thực quạt, rồi bao cạnh và các thành phần bên trong bao cạnh. Bên tam giác cơ, tam giác cơ là tam giác được giới hạn bởi bùng bùng trên của cơ vai móng, cơ đồn trùng và đường giữa. Phần tam giác cơ, xin lỗi, phần tam giác cạnh thì có chứa cái động mạch cạnh và bao cạnh. Còn tam giác cơ thì ở phần phía trước này mình có chứa cái thanh quản và chứa khí quản, phía sau là thực quản, rồi động mạch giáp dưới và giữa cái thực quản và khí quản sẽ có thần kinh quạt ngược thanh quản. Như vậy đó là về tam giác cổ trước. Đến tam giác cổ sau, tam giác cổ sau là tam giác được giới hạn bởi cơ đồn trùng, bờ ngoài cơ thang và xương đòn. Tam giác cổ sau chia làm hai bởi bùng dưới của cơ vai móng, gồm có phía trên là tam giác chồng, phía dưới là tam giác vai đòn. Như vậy ở tam giác vai đòn này sẽ có một số cái thật bạch huyết, và đây là cái nơi mà chúng ta phải khám trong các trường hợp mà cần khám cái hạch thượng đòn hay là hạch ở hổ trên đòn hay là nằm trong tam giác vai đòn. Thì các bạn học trong hệ tuần hoàn thì các bạn thấy tuần hoàn á, hệ tuần hoàn gồm có hai phần, tuần hoàn máu và tuần hoàn bạch huyết. Tuần hoàn bạch huyết, tuần hoàn máu thì các bạn nắm dễ rồi. Tuần hoàn bạch huyết là phần tuần hoàn mà dẫn lưu bạch huyết về tuần hoàn chung. Như vậy bạch huyết là gì? Bạch huyết bản chất của nó là dịch gian bào, tức là ở giữa, ở khoảng kẽ giữa các tế bào thì ở đó sẽ có các cái protein, các chất có trọng lượng phân tử lớn không khuất tán qua màng máu mạch được để trở về theo tĩnh mạch, thì nó sẽ đồng lại ở đó và hút dịch vào tạo nên dịch gian bào hay dịch kẽ. Dịch gian bào hay dịch kẽ này chính là bạch huyết, và bạch huyết này nó sẽ được gom lại đi vào bên trong các cái máu mạch bạch huyết, rồi đi vào các cấu trúc, các cái ống bạch huyết, đi vào các mạch bạch huyết, đi vào các hạch bạch huyết, và nhiều cái mạch bạch huyết đến đi vào hạch bạch huyết, rồi theo mạch bạch huyết đi gom lại dần. Và bạch huyết của hầu hết của cơ thể ngoài trừ nửa phải của đầu cổ và cái phần của chi đến bên phải thì hầu hết phần bạch huyết cơ thể đó thì đổ theo ống ngực để đổ vào chỗ hồi lưu giữa tĩnh mạch cạnh trong và tĩnh mạch dưới đòn bên trái, còn lại nửa phải của đầu cổ và chi trên phải thì đổ theo ống bạch huyết bên phải đổ vào hồi lưu, tức là chỗ hợp lại giữa tĩnh mạch cạnh trong và tĩnh mạch dưới đòn phải. Chính vì thế bạch huyết của hầu hết cơ thể bao gồm có bạch huyết của ống tiêu hóa, nó sẽ đổ theo ống ngực để đổ lên vùng cổ và đổ vào chỗ hợp lại giữa cái tĩnh mạch cạnh trong và tĩnh mạch dưới đòn trái. Như vậy những cái ung thư của ống tiêu hóa dưới cơ hoành hoặc thậm chí ung thư của thực quản, thì ung thư ống tiêu hóa dưới cơ hoành ví dụ như ung thư đại tràng, ung thư dạ dày, ung thư những cái phần một vài phần liên quan nữa như ung thư tùy chẳng hạn, thì nó có thể di căn theo ống ngực đi lên đến hạch thượng đòn bên trái.
chính là các hạt nằm ở vùng ở tam giác vai đòn nha. Và như vậy thì khi chúng ta khám các hạt bạch huyết đó thì có, nếu như có di căn thì đó là di căn rất là xa rồi nha. Hai là tam giác chồng, là tam giác nằm ở phía trên cái vùng dưới cơ vai mỏng. Như vậy trong tam giác chồng này chúng ta có cái đạm rối thần kinh cánh tay, đạm rối cổ, tức là đi giữa cái bậc thang trước, cái bậc thang giữa, và thần kinh phụ, tức là dây thần sò số 11 để chi phối cho các đòn trục và các thang. Và là về các tam giác cổ và các thành phần chứa trong các tam giác cổ. Bây giờ chúng ta đi vào cái phần đấy, mạc của mạc đầu mạch cổ. Như vậy thì vùng đầu mạch thì sẽ có các cái mạc như mạc thái dương, mạc cánh, mạc tuyến mắc tai. Bây giờ mạc thái dương như thế nào? Mạc thái dương, một số tác giả sử dụng là cấn thái dương nhưng thực ra không đúng, là fascia, là mạc thái dương, là mạc thôi. Mạc thái dương nó sẽ bám từ đường gãy trên, bọc lấy cái cơ thái dương. Các bạn đừng nhầm về cơ thái dương đỉnh. Cơ thái dương đỉnh là cơ bám da, còn cơ thái dương là thuộc cơ cắm nha. Như vậy thì mạc thái dương bám từ mạc thái, từ cái đường thái dương trên và đi xuống phụ lấy cái cơ thái dương. Đi xuống dưới thì mạc thái dương này chia làm hai lá và bọc lấy cái dính vào cái cung gò má. Như vậy đó là về mạc thái dương. Thứ hai là mạc cánh. Mạc cánh là sự liên tục của mạc thái dương đi xuống bọc lấy các cánh và bám vào xương hàm dưới. Như vậy thì mạc cánh gồm hai lá nông và sâu này, nó sẽ liên tục với hai lá của mạc thái dương. Ngoài ra còn có mạc tuyến mắc tai thì tương ứng với nó liên tục với lá nông của mạc cổ. Bây giờ chúng ta đi vào cái vùng cổ. Trước khi đi học cái mạc của vùng cổ thì các bạn xem cái một thiệt đồ cắt ngang. Chúng ta có gì? Chúng ta có cái cột sống, một sống cổ, mỏng gai. Thì sau này là cơ này là cơ cơ thang. Thì trước này cơ này là cơ ức đòn trục. Và cơ nằm nóng hơn ở đây là cơ bám giác cổ. Bây giờ chúng ta có trước cái đồi sống cổ, chúng ta có ở đây là thực quản. Đây là khí quản. Đây là khí quản. Và giữa thực quản và khí quản này các bạn sẽ có một dây thần kinh. Thần kinh này gọi là thần kinh quạt ngược thần quản. Và phần này là tuyến giáp và bắt ngang bắt trước các eo, các vòng sùn khí quản 3-4. Đó là eo tuyến giáp. Ở mặt trong, mặt sau của cái thùy bên tuyến giáp nó sẽ có tuyến cần giáp và được bao bọc bên trong cái bao trùm. Bên ngoài này chúng ta có sẽ có bao cảnh. Bao cảnh gồm có đồng mạch cảnh. Như vậy đến đây chúng ta đã ở đoạn này là đi đến bên trên tuyến giáp chưa? Bên trên sùn giáp chưa? Chưa. Như vậy thì đồng mạch này là đồng mạch cảnh chung. Nha. Còn đây là tĩnh mạch cảnh trong. Và góc nhì diện ở góc nhì diện phía sau giữa đồng mạch cảnh chung và tĩnh mạch cảnh trong có một dây thần kinh rất quan trọng. Đây là thần kinh gì? Các bạn còn nhớ không? Các thầy Lưu, thầy Hoàng dạy rồi. Đó là dây thần kinh 10 nha. Như vậy ở đây chúng ta có dây thần kinh 10 hay thần kinh lang thang bao bọc bên trong bao cảnh. Và phía trước này chúng ta sẽ có các cơ dưới mỏng. Cơ dưới mỏng. Như vậy chúng ta có, đây là cơ vai mỏng, đây là cơ ức mỏng, còn cơ này là cơ ức giáp. Như vậy thì như vậy chúng ta có, đây là cơ ức mỏng, là hai cơ tạo nên cành trên của trạm mở khí quản nha. Nằm sâu dưới là cơ ức giáp, rồi tiếp lên trên nữa mới là cơ giáp mỏng, còn bên này là cơ vai mỏng. Bây giờ chúng ta có mạc của vùng cổ. Như vậy trong tổ chức dưới da nó sẽ có mạc nông và cái phần mạc phụ lên cơ gọi là mạc sâu.
Như vậy thì mạc sâu bao gồm có cả các lá của mạc cổ. Các lá của mạc cổ thì chia làm lá nông mạc cổ và lá sâu mạc cổ. Lá nông mạc cổ, xin lỗi, lá nông mạc cổ là từ khí quản và là từ cột sống. Bây giờ lá nông mạc cổ là cái lá này. Lá nông mạc cổ đi từ mỏm gai ở phía sau, bọc lấy cái thang, sau đó nhập lại là một, rồi bọc lấy cái đơn chốn, rồi hòa lẫn vào trên đường dừa. Đối với cái vùng tam giác dưới hàm thì nó sẽ bọc lấy cái tuyến nước bọt dưới hàm và cơ cơ trăm mỏng cơ vùng sáu của cơ hai thân. Như vậy các bạn quan tâm tới cái chuyện đối với vùng cổ quan trọng nhất, nó sẽ bọc lấy cái thang, sau đó nhập lại là một, rồi bọc lấy cái cơ đơn trùng và hòa lẫn vào trên đường dừa. Như vậy đó là lá nóng của mạc cổ. Bây giờ tiếp đến là lá trực khí quản. Lá trực khí quản nó nằm trực khí quản này, gồm có hai lá, lá nông và lá sâu. Lá nông thì các bạn thấy cả lá nông và lá sâu này nó sẽ dính vào cái mặt sâu của cái lá nông mặt cổ ở mặt sâu cơ ức đồn trùng. Gồm lá trực khí quản, nó gồm có lá nông bọc lấy hai cơ, đó là cơ gì? Hồi nãy nói ở đây là cơ vai mỏng và cơ ức mỏng. Lá sâu thì bọc lấy cơ ức giáp và cơ giáp mỏng. Như vậy thì cơ ức giáp và cơ giáp mỏng nằm hơi sâu hơn, được bọc bởi lá sâu của lá trực khí quản. Cơ vai mỏng và cơ ức mỏng thì bọc bởi lá nông của lá trực khí quản. Còn lá trực cột sống là cái lá mà bọc lấy toàn bộ các khối cơ cần sống. Đúng chưa? Bọc lấy khối cơ cần sống. Như vậy chúng ta tóm lại, mạc cổ chúng ta có lá nóng mạc cổ bao bọc lấy cơ thang cơ ức đồn trục. Lá trực khí quản thì bọc lấy khối cơ dưới mỏng, các cơ dưới mỏng gồm có lá nóng và lá sâu. Lá nóng bọc hai cơ nằm nóng hơn, đó là cơ vai mỏng và cơ ức mỏng. Còn lá sâu bọc hai cơ nằm sâu hơn và hai cơ này nối với nhau qua cái đường chéo xuống giáp, tức là cơ ức giáp và cơ giáp mỏng. Còn lá trước cột sống thì bao bọc lấy các khối cơ cần sống này. Ngoài ra còn có cái bao cẳng. Bao cẳng hồi này hôm trước các bạn học hồi này có nói sơ sơ rồi, là cái bao bọc lấy cái động mạch cảnh trung, tĩnh mạch cảnh trong, ở phía dưới phía trên là động mạch cảnh trong và tĩnh mạch cảnh trong, và ở góc nhìn diện thì sao có thần kinh lang thang. Như vậy thì sáng nay tôi đã trình bày với các bạn toàn bộ phần cơ mạc đôi mặt cổ và cơ mạc đôi mặt cổ. Hôm nay ngày lễ nhưng mà các bạn cũng phải học thì hơi buồn một tí vậy nhá, nhưng thôi thì cũng chịu khó. Và phần còn lại thì hôm sau chúng ta sẽ học trên trên mô hình, trên xác, phải không? Hy vọng đã có đủ thời gian để học trên xác. Rồi các bạn có hỏi gì nữa không?